Thưa quý vị và các bạn, lo lắng trước tình trạng nhiều cơ sở sản xuất thải nước lẫn dầu ra môi trường, hai em học sinh chuyên hóa của trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là Nguyễn Trần Thái Sơn lớp 12 và Nguyễn Hà Trang lớp 11 đã nghiên cứu thành công phương pháp và thiết bị phân tách dầu khỏi nước. Với phương pháp này, mẫu nước thải đem đến kiểm nghiệm tại Trung tâm Phụ gia Dầu mỏ thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam cho thấy kết quả tách được 99,96% hàm lượng dầu ra khỏi nước. Để tìm hiểu rõ hơn về thiết bị phân tách dầu nước này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip sau đây của khán giả Đoàn Nghĩa Nam có số điện thoại 0948 3 số cuối 703. Đây là thiết bị phân tách dầu ra khỏi nước của hai học sinh chuyên hóa trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là Nguyễn Trần Thái Sơn lớp 12 và Nguyễn Hà Trang lớp 11. Không giống với một số thiết bị xử lý theo giai đoạn, bơm nước thải vào, chờ xử lý xong rồi mới chuyển sang bể lọc và thải ra. Máy phân tách dầu nước mẫu của Sơn và Trang có thiết kế mới, bơm nước thải vào xử lý và xuất ra là quá trình liên tục, không tốn thời gian và hiệu quả hơn. Chu trình hoạt động của chiếc máy lọc dầu mà hai học sinh này chế tạo có 3 công đoạn, trong đó việc khuấy đều dầu trầu biến tính vào nước thải chứa dầu là việc làm quan trọng, giúp cho dầu nổi lên và tiến hành phân tách tiếp theo. Để kích cỡ thiết bị không cồng kềnh mà nước được lọc kỹ, Sơn và Trang đã tạo ra các vách ngăn khiến chảy rích rắc. Sau khi nước được tách dầu sẽ chảy sang bể lắng để giữ một số chất cặn lại, đảm bảo nguồn nước sạch thải ra môi trường. Qua trò chuyện, khán giả Nghĩa Nam được biết, dự án nghiên cứu phương pháp tách dầu khỏi nước được Thái Sơn và Hà Trang thực hiện từ tháng 8 năm 2015. Tổng chi phí nghiên cứu hết khoảng 7 triệu đồng, trong đó tiền lắp ráp máy lọc mẫu hết 3 triệu đồng. Anh Nam còn được Sơn cho biết, trong một lần về thăm quê ở Bắc Ninh, ra cánh đồng gần khu công nghiệp chơi và thấy nước rất đục, có nhiều cá chết. Em đã lấy mẫu nước về kiểm tra, thấy có hàm lượng dầu lớn, vượt mức tiêu chuẩn quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ở đây, dầu lại không nổi lên mặt nước như thông thường. Sơn và Trang đã đặt ra câu hỏi tại sao lại như thế, và nghiên cứu sâu thì thấy các doanh nghiệp đã dùng hóa chất tẩy rửa dầu trong quá trình sản xuất. Do khó xử lý nên họ đã thải thẳng ra môi trường, rất nguy hại cho hệ sinh thái. Sơn đã cùng với Trang bắt tay vào nghiên cứu và tổng hợp được dầu trầu biến tính để phân tách được dầu ra khỏi nước hữu hiệu. Đây là hóa chất kết hợp giữa dầu được ép từ hạt cây trầu với một loại axit trong phản ứng ở nhiệt độ trên 100 độ C. Sau khi tìm ra được hóa chất phân tách dầu nước và chế tạo được thiết bị, Sơn và Trang đã thử nghiệm bằng cách tự pha chế mẫu dung dịch nước thải có chứa dầu nhờn với xà phòng, chất tẩy rửa. Với phương pháp này, mẫu nước thải đem đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Phụ gia Dầu mỏ thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam cho kết quả tách được 99,96% hàm lượng dầu ra khỏi nước. Khán giả Đoàn Nghĩa Nam chia sẻ, phân tách dầu ra khỏi nước không phải là đề tài mới khi trước đó đã có một số công trình nghiên cứu được công bố. Tuy nhiên, Sơn cho biết cái mới trong dự án mà các em thực hiện đó là tổng hợp được một loại hóa chất xử lý có nguồn gốc thực vật phổ biến ở Việt Nam, giá thành rẻ nên có tính ứng dụng cao. Một số đề tài được công bố từ trước mà hai em được biết thì nguồn gốc của chất xử lý là từ dầu mỏ. Còn dầu trầu trong phương pháp của Sơn và Trang thì khá dồi dào, dễ kiếm, thân thiện với môi trường và được sản xuất công nghiệp với giá khoảng 14.000 đồng một lít. Hiện hai em đang nghĩ cách xử lý tối ưu lượng dầu thải phân tách được và hoàn thiện hơn chiếc máy phân tách này.